Đúng rồi, mấy chị em thành nhiệt tình như vậy á. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau mình bước qua đời nhau để lại bước đâu, để lại về sau có xa được đâu gì đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không em ơi, mình từng chung lối khổ đau lẫn té cười, mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thế mãi không bao giờ xa. Mà phương xa ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ những vì nhau. Và có khi nào em hãy mong nay về ngày xưa, vui vắng cớ để mình mất nhau. Ngày đánh giá anh và em chúng ta đừng buồn trách, ngày đánh giá anh và em chúng ta đừng tình hồn. Từ xưa đến giờ, bột yến mạch đã rất là nổi tiếng trong việc làm đẹp. Những làn da nào tối màu, bị mụn, bị thâm thì sau khi sử dụng bột yến mạch một thời gian xong thì tất cả những mụn hay là thâm đó sẽ đều biến mất. Và Hùng là một trong những người đã xài được sản phẩm này 4 năm nay. Cho nên nếu những người bạn nào gặp Hùng ngoài đời, các bạn sẽ thấy Hùng có một làn da rất là tự nhiên trắng sáng. Đó chính là nhờ vào bột yến mạch. Người ta thường nói là nhất dáng nhì da. Khi bạn sở hữu một làn da đẹp, trắng sáng, mịn màng, bạn sẽ rất là tự tin trong giao tiếp. Vậy bạn còn ngần ngại gì nữa mà không nhắn tin trực tiếp cho Facebook Trần Quang Hùng để Hùng sẽ tư vấn cho bạn một sản phẩm làm đẹp thật tuyệt vời mang tên bột yến mạch. Và công việc mỗi đêm khi mà Hùng đi hát ở bùi viện về đó chính là đóng gói từng ký bột yến mạch như thế này để sáng hôm sau shipper sẽ đến đây lấy hàng và giao cho những người bạn đã đặt ở trên toàn quốc.
Rồi bây giờ bạn nào muốn làn da của mình hết mụn hết thâm hay đơn giản là trắng sáng mịn màng thì có thể lên Facebook và gõ tên Trần Quang Hùng với nick Tích Xanh chính chủ đã được Facebook xác nhận và nhắn tin trực tiếp để Hùng có thể tư vấn cho bạn một làn da thật tuyệt vời thông qua bột yến mạch nhé.